mà cái đồ quẩy ở sau rồi hai đứa dắt hai bên. Tôi hỏi mấy đứa, nói sáu đứa. Tôi hỏi sao mà xanh chi dữ, nó xanh trừ hao. Xanh trừ hao nó chết bớt. Mình ở đây đó là có ba bốn đứa mình muốn chết rồi, mà ở ngoài nó thằng năng, con nỉ, thằng ỉ, con oi, thằng thôi, con nửa, thằng giữa, con bìa, thằng chia, con cộng, thằng phong, con gió, thằng đó, con đây, thằng xây, con tỉnh, thằng tỉnh, con mê, quê, con dốt, thằng tốt, con xấu kìa. Tôi điếm một hơi chứ. Lựa nhánh lựa cành, người khôn mau chọn đạo lành lo tu. Con chim khôn mà nó còn biết lựa nhánh lựa cành, hay hoặc giả là mai sau đến việc tả tơi rồi tu sao kịp chiều mơ cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại chó rành, cho rành gió mưa. Hay là bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiền lành chừng đó xum dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười, nhìn thêm ngọc thế giữa trời đỉnh phân. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử cố mà hay không. Rồi nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị kẻ lòng ác gian. Ấy là đến lúc xe sang, ta hoàng trả lỡ là đợi thượng mơn. Tôi nói tới đây mà tôi còn rung mình mẩy đây nè, thấy nó nôn nó ham vậy đó. Ngõ lời khuyên nhân lội hi khắp gần xa, răng tu tịnh hưởng đời chung cực lạc. Trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dưới quân thần phụ tử khai quang ca. Ấy là sống bốn biển hiệp một nhà, không ranh ghét với câu thù hận quen. Phải không? Cái cuộc đời của Thượng Quân Thánh Đức sắp tới đây đó nghe. Bao la cảnh Phật cõi tiên, tòng mai liễu trúc hữu duyên khoe màu. Ngũ dân năm sắc năm màu, kìa quy nộ phụng lao sao vui mừng. Gian dày sấm nổ kiển lưng, kiển tiên lộ vẻ vui mừng. Cha con bấy lâu nghĩa nọ tiêu màu mòn, bây giờ gặp mặt là hết còn thở thật. Còn Đức Thầy nói dầu cho nay xa cách sở tề, sao Thầy tới gặp nhau? Gặp nhau ở Phật cảnh. Hay là bây giờ kẻ sở người tệ, hiền lương đến hỏi cũng về, cũng kề với nhau, phải không? Vậy thì bây giờ cô bác chúng ta gắng cố gắng để đến cái ngày mà lập hội đó, Thầy nói đó, chừng lập hội biết ai còn mất, giờ chưa phân chưa biết chánh tà nghe, phải không? Vậy bây giờ mình gắng cố gắng đó. Cô bác mình thấy cái đợt này mà người ta thi đó, đại học đó, mà những người mà người ta đậu đó có phải là gạn danh cho cha mẹ mà được nở mặt nở mày của thầy cô không cô bác? Còn mình đó, thầy kêu mình đó, ai là người quân tử tu mi phải sớm xử thân mình cho vẹn, chừng lập hội khỏi thùa khỏi thẹn, với Phật tiên cũng chẳng xa chi. Lời cao siêu khuyên hãy gắn ghi, ta ra sức rất nhiều quá tâm. Vậy thì bây giờ mình gắn thi sao mà đến cái ngày đó mình được đó. Bạn hồ đề danh tên của mình trên bán vàng, ôi quá mừng đời vui quá chừng. Một cũng phải đậu hôm phò mã thám qua bản nhãn. Thầy nói nè, Phật Dương đã chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hội long qua, chọn những đấng tu hành cao công quả ban cho xứng vị xứng ngôi. Hạng thứ nhất, hạng thứ nhì, người thủ các điện căn để giáo truyền đại đạo. Hạng thứ ba, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chư ban. Còn sao, làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Bây giờ mình không được hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, sau này mình vô ghé đứng cũng được nữa mấy cô. Thế sao bước vô gạt là được rồi. Thầy nói tỏ tình đời ít câu cung thỉnh, mong kháng quan vào cửa xem tù. Cỏ cùng cây điểu thú chim muôn nhơn, với vật quần lai bổn tánh. Đó biết ai là Phật Thánh, ai thảo hiền và ai đổi đạo nhà. Con hư đau già mẹ cha, trò hư đau đơn xót xa lòng thấy.
Con hư thì đang giả mẻ cha, con trò hư thì đang đứng xót xa lòng thầy. Mà mình tu sao đâu đó ngon lành. Thầy nói câu nè: trao thân phận rạng danh hiếu để thị, thỏ giả thầy nơi chốn mây rộng. Khi mà đến cái ngày đó mình mà được đâu đó ngon lành đó nghe, thay cảnh đổi lòng nổi biệt ly, muốn gặp bản son với linh kỳ, nôi sức bình sanh quanh nước lửa có một ngày chờ hội ứng thi. Mà mình muốn thi đó phải học bài, phải không cô bác, phải làm bài đâu đó cho nó ngon lành. Mà thầy nói nè, thấy Dương Trần sao? Chính xác luôn. Hay thiệt, mấy cô hay thiệt. Thấy Dương Trần ngủ mãi, ngủ hoài. Rồi thầy kêu mình sao nè? Thức dậy mà tầm đạo kiếm bài, để thi cử khỏi mang tiếng rớt. Ngủ mãi là cái thời của Viên Đăng cổ Phật, ngủ hoài là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày nay thầy kêu mình rồi là phải thức, mau thức tình tu thân kẻo trẻ đến tội rồi mới hối muôn màng, chỉ cho bằng ta sớm lo toan. Dình với lực nghe kinh trọng Phật, đến năm chung qua lành đâu mất. Cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Chúa việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng qua đến e cho khó chăng. Tới đó mới hết đó, phải không? Tới đó hết đó. Vậy thì bây giờ cái cảnh cực lạc Tây Phương sau này Đức Thầy nói đó là cái cảnh thanh minh sen báo nạc mùi. Nào ai rõ cái vui triệt đâu. Ta bà là cảnh khổ, tịnh độ là cảnh vui. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Có bao người xét cho tột chỗ tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Ở bên kia vui lắm cô bác, cho nên mình gắng cố gắng nghe. Vừa rồi đó ông Pháp Sư Tịnh Không niệm Phật giờ này đó, ông đã giảng sanh, ông đã ra đi sen vàng đỡ gót ngũ sắc, đưa đường lục thông tự tại, sống ngoài khổ hải nhàn nhã an vui, cũng dẫn tới lui lo điều ăn mặc, không còn gai gắt hai chữ ngã nhân giáo pháp ân cần Như Lai hiện rõ. Bãi báo thành đầu dẹp sầu muôn thở, thượng thiện hòa vui không còn điều nham nhở. Bên kia gió nhạc diễn bồ đề, chim gừng tiên diệu pháp. Vậy mà mình không gắng cố gắng mình nè, mỗi giây nè, mỗi phút nè, không rời thành tâm niệm Phật là đời đời an vui. Mỗi giây mỗi phút không rời thành tâm niệm Phật đời đời an vui. Đường về Tây Phương ngàn hoa tươi thắm, có Đức A Di đang chờ chúng ta hồi quy. Ráng tu đi ta bà khổ não liên lưu làm gì, về Tây Phương muôn đời an vui, không khổ đau như trần ai. A Di Đà tâm luôn khởi niệm về ngài cho chàng pháo tay. Tao nói về Tây Phương ai vui chân, mà về Tây Ninh cái không chịu luôn. À, tu của ai cũng mong mỏi thôi. Ông bà tổ tiên cha mẹ mình có mất cũng về Tây Phương, mà tu đời đạo gì cũng vậy, mình cũng mong mỏi đang về Tây Phương chứ. Mà tôi bảo đảm cô bác anh chị em mình đó, mình gắng cố gắng lo thành tâm mình niệm Phật đi. Ông ba ông nói đổ mồ hôi cho kẻ ở đời một năm chẳng niệm Phật trời một câu nữa. Chữ lộn muốn chữ cho lâu, còn khuyên niệm Phật câu cũng không rành nữa, phải không? Đổ mồ hôi kẻ ở đời kêu niệm Phật không chịu niệm, mà chết đầu về Tây Phương không mà về sao không đủ. Còn mình ở đây đó, mình gắng cố gắng thành tâm mình niệm Phật thì thầy nói mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc thượng công gì, rất yên lặng. Vậy thì bây giờ đó, nếu mình niệm Phật rồi đó, rồi nhắm mắt là ra đi chi cho bằng ta sớm lo toan, dình với lực nghe kinh tâm Phật, thì đến lâm chung quả lành đâu mất. Chắc ăn là mình phải về bên đó rồi. Chớ bây giờ hỏi cô bác anh chị em mình niệm Phật, sau này nếu mình đọa dưới địa ngục ở dưới đó, ở dưới quỷ dương nó cũng đuổi mình đi lên hả? Đâu cho mình đi dưới đâu, bị đi lộn đường sao? Đâu có lộn được.
con số quý cô bác anh chị em mình thôi. Mình tu đông quá sau này rồi sợ ông Phật ông rước lộn người sao? Sao rước lộn được? Con ai nó dắt con ma, ma bắt con quỷ, quỷ diều chứ. Con nào hiền thì dẹn thảo ngay, còn đứa ngỗ nghịch một mai đứt cổ. Tôi nói làm sao có vụ mà rước lộn được? Cái người tu đó mới rước về Tây Phương Cực Lạc chứ. Còn mà nếu người tu mà đọa xuống ở dưới giờ ta cũng đuổi mình lên nữa. Hồi nãy không nghe để lại hát sao? Ngài là kẻ ở miền dương thế nhân, diệt chi xuống tận chốn thâm cung. Ông Một Kiền Liên là cái người tu mà lỡ đọa lạc xuống dưới rồi người ta cũng kính trọng nữa. Bởi vì Diêm Phù chân chúa trọng người tu, hành phạt ác hung chôn cửa tù, tiếp nghinh những kẻ lòng nhân đức. Hỡi bối dương trần hại ráng tu. Phải không? Tôi hỏi cho cái người có công mà vô trong trại giam giờ người ta cũng kính trọng nữa, phải không? Còn cái người có tội gỡ ở đâu giờ người ta cũng bắt mà dọng xuống dưới địa ngục hết trơn á, phải không? Đó là một điều chắc ăn với cô bác anh chị em mình. Vậy thì bây giờ làm sao rước lộn được? Tôi hỏi cho một cái trường học đó là 300 em học sinh, phải không? Sáng cha mẹ đưa nó lại đó, tới trường học rồi tan trường về đó. Có khi nào mà ông cha với bà mẹ rước lộn con của ta không cô bác? Có rước lộn không? Rước lộn cho được mà lộn. Con ai nó dắt con ma, ma bắt con quỷ, quỷ nhiều chứ. Đạo Phật vốn tu tâm thành Phật, đạo tiên thì luyện tánh thành tiên, đạo nho thì giữ dạ thảo hiền, còn người trung liệt mới trang thành tánh chứ. Con ai thì nó dắt chứ làm sao mà rước lộn được. Bây giờ tôi nói ba mẹ bây giờ lỡ mà có rước lộn đi nữa, mà rước lộn con nít đó, nó mới có 5 tuổi, 6 tuổi thôi. Nhưng mà nếu cái người đó là người lạ, không phải là cha mẹ đó, mà lên rước đó nó chịu đi không cô bác? Không phải đâu, ông phải ba má tôi đâu. Rước nó lên xe rồi nó quăng hai cái giò. Ông mà có nói gì phải không mấy cô? Con nít mà nó lên còn chưa lộn, nó đừng nói người lớn sao rước lộn được, phải không cô bác? À, vậy thì bây giờ cô bác anh chị em mình đừng có lo. Nguyên một bầy gà ăn trước, gà tàu, gà tre, gà ác gì đó. Mà tới chừng đó, hồi lúc ăn thì nó lộn xộn với nhau. Nhưng mà tới chừng á, mẹ nào dắt con đó đi chứ, con này mà nó đi theo mẹ khác là nó mổ cái đầu sói sội liền chứ. Phải không? Làm sao mà rước lộn được? Rước lộn sao được? Bây giờ tôi hỏi cô bác anh chị em mình hiền lành nè, đâu đó tâm đồng nhau thượng thiện vui dày, mình nó khuyên trần bỏ bớt tánh tham, đừng chơi cờ bạc, đừng làm ác giam, nửa sau mới coi hộ coi hàng chứ. Chứ bây giờ ở đây mình còn á, cái lòng tham quá hết, mê danh mê lợi mê tình, toan mượn thú già lâm phong cảnh. Vậy bây giờ ở đây mình còn tham quá, ở bên kia đất bằng vàng thảo mộc quần châu, qua bển gặp vàng rồi đào hư ba đất còn... Vì ai ai cũng cứ ham tiền ấy là đem sợ xích xiềng chối thân không, phải không? Tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng kiến, thấy của người thèm. Cô bác mình biết thèm, nó thèm khô nước miếng là thèm nuốt cái khô nước miếng. Thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Đã đôi khi đó mình khá mình giàu đó, vậy mà còn tham. Có tiền cắt đường cái nhà, cái bằng cái villa biệt thự rồi đó, mà cái nhà cũ dở ra đó mà bỏ con đống bên đó đó, mà lỡ người ta đi mua ve chai lông dịch, mà lỡ rồi người ta lấy có cái thao bể cái mới đầu thì mình bỏ rồi đó, nhưng mà tới chừng gặp tao lấy cái cái đó để tao bán ve chai lông dịch nghe mày. Cái túi tham mình không đáy, mà thầy nói biết sao đầy được như nè. Biết sao đầy được túi tham không ngăn không đái, càng làm không kiên, mỉa mai đến kẻ tu hiền, làm cho thỏa chí mới hiên tấm lòng. Thấy đời bụng dạ gai trong nên còn khổ sở, trời lâm túng nghèo, phải không? Vậy thì bây giờ ở đây đó, thấy mình còn tham mà còn khổ hoài với cô bác anh chị em. Tham là nguyên nhân sự khổ, tham là mồ vô số sanh linh, tham danh, tham lợi, tham tình, càng tham càng thấy lòng mình. Lòng mình nào yên? Tôi hỏi cái tham, ta đôi khi tham còn tham giùm nữa chứ. Mình tham á, của mình không nói chi còn tham giùm ta nữa.
À, ở thế gian đó tôi bảo đảm cô bác anh chị em mình đó, thầy nói rồi, người ở trên đời ai cũng lòng tham chân á, nhưng mà đem lòng tham muốn lợi danh đổi ra tham muốn tu hành thì nên à, mình đem cái lòng tham muốn của cải danh lợi của mình mà tham muốn để mình tu hành đó là ngon lắm. Thường thường mình tham của cải tài sản vật chất chứ mình không có tham tu. Mình thấy ta tu của nó kệ bả tu nhiêu tu, còn mình la gai được rồi. Chứ không phải mà cách nhà mình nói kệ nhà mình xấu xấu gì được rồi, nhà ta sao cũng được. Mà thầy nó tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng kiếm chứ. Ta nói tham mà 40 công chưa chịu được, có dư rồi là phải làm 80 công mới chịu. Mà càng tham chừng nào là càng chết hung đấy. Mới ban đầu còn cúng kiến đồ được, còn lại đồ được, rồi tới chừng mà 70-80 công rồi tới chừng đi vô rồi cái lưng nó ghiệu chứ. Giờ này cúng kiến gì nữa, cúng kiến. Thôi biết đạo thời hương nước sớm hôm, đừng tu bạc đèn nhang mai tối, tu chơn chánh đừng tu giả dối, đường Phật tiên hãy nói bước theo. Nếu đã tu đừng có sợ nghèo, theo tâm Phật đừng theo ma quỷ. Vậy thì bây giờ ở đây thầy dạy mình, nó dạy khôn trần thế cho nào dạy ngu. Thầy kêu mình dạy ăn đâu đó tập ở ăn theo nết thánh hiền lòng tu tỉnh dòm Phật tiên mà nói chí nữa. Mà dòm Phật tiên không chịu dòm, dòm theo ông nào đâu không hả? Mày không, mày thấy đó, ông hai đó mới đây mà ông lên cái nhà tường thấy không, chưa chưa ông sắm chiếc xe, ông dám sắm cái vỏ, mà toàn là chỉ cái người sớm không. Mà ông nói ông Phật này ông tu ông thành đạo, ông tiên kia ông tu đâu đó ngon lành. Mà thường khi vậy đâu quý cô bác, ngăn vô quả quản bất hồi đầu. Lúc lâm nguy thì cầu trời khẩn thật, mà chừng quy hoàng là đá lật lư hương. Cái lúc ốm đau bệnh hoạn rồi nó đặt bàn hương án, nó cầu nguyện, nó cầu trời khẩn Phật đủ thứ, mà tới lúc quy hoàng là nó đá lật lư hương luôn. Chừng đau niệm Phật lăn xăng mạnh rồi tưởng Phật giái thần làm chi nữa, phải không mấy cô? Rõ ràng. Bởi vì đó ông Thanh Sĩ cũng nói đó, thấy sóng gió niệm Phật ào ào, tới chừng tan sóng của Phật nào thấy đâu. Chữ lộn muốn chữ cho lâu, còn khuyên niệm Phật câu cũng không rành nữa. Khuyên niệm Phật thêm câu cũng không rành nữa. Cho nên đó, hôm rồi đó tôi gặp anh Tư này đó, ảnh giàu sang của cải tài sản có, mà bây giờ chỉ vướng. Và ổng bây giờ ổng vướng ruột bệnh ung thư. Tới chừng tôi lợi tôi giếng tôi thăm ổng, tôi hỏi chứ hồi đó ông bạn đời nhiều lắm hả anh Tư? Ông nói bạn đời nhóc trơn bị lúc đó giàu có tiền mà, thế trong tay còn túi kim ngân thì còn bạn hữu xa gần đón đưa mà, đến ngày thất thế xa cơ mới đời như buổi vợ ngồi chơi mình. Lúc bây giờ đó ổng bệnh đó, hôm đó nay chớ có bạn đời nào tới thăm. Mà từ ngày ổng biết phát tâm giác ngộ rồi đó, ổng ung thư rồi đó, bây giờ ổng biết niệm Phật nè, ổng lần sâu chuỗi quý cô bác, mà lúc đó mà nó đau nó nhức quá trong cái cuốn phổi ổng đó. Ổng lần ổng kêu ba ơi với má ơi không à, mà cái sâu chuỗi nó cứng mà ổng lần gì ổng bấm nó he mà nó nhức lắm mà đứt dây chuỗi luôn đó cô bác anh chị. Chừng đau mới niệm Phật lăn xăng rồi Phật đâu cứu kịp lòng người ác gian. Nhưng mà ổng lỡ ổng than với tôi, ổng nói chú Bảy ơi, chứ không phải mà tôi biết vụ có ốm đau bệnh hoạn gì đó tôi tu 3-4 năm trước đâu có đến đâu tệ dữ vậy đó. Chứ phải tôi biết trước cuộc đời gì đó là tôi tu trước, chứ đâu đợi tới chừng đau gì rồi tôi mới tu. Đau quá chịu không nổi chú Bảy ơi. Than với tôi nói anh ơi, không có ai biết được cuộc đời mình chứ. Thầy đã đố ai biết được ngày mai, ngày nay yên tĩnh là ngày mai thảm sầu. Vô thường mau lẹ sớm hồi đầu, thân này tuy có chẳng bền lâu, mai đo danh lợi chiều, nhắm mắt khá mau niệm Phật kẻo bạc đầu. Khuyên ai tinh tấn tầm giải thoát, không tu rồi kẻo chết biết gì đâu. Đêm ngày gắn nhớ câu niệm Phật, mới nguyện về cực lạc khổ đỏ sâu. Anh gắng cố gắng anh lo trí tâm mình niệm Phật đi. Nói giờ này tôi niệm Phật sao tôi sợ trễ quá chú mày. Giờ này đó chừng ấy biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp là khó bề tính con đó. Tôi nói không sao đâu anh ơi, Đức Thầy nó thấy hiếm kẻ vô nghì lạc đạo, đua một lòng làm bảo làm sằng. Ai mà xét đến ăn năn thì sao nè, hoại đầu hướng thiện là bằng tăng chất dụng. Hay là mẹ nuôi con xót xa chẳng nể Phật độ, đời đâu kể công lao. Hai tâm hồn rất giống nhau, mẹ giàu tình cảm Phật giàu từ bi. Tại hồi đó anh sát sanh nhiều quá cho nên bây giờ đó, nó muốn mổ bụng anh hoài lắm. Sát sanh mà, mình cùng muôn vật một nhà, ta là anh chị chúng là đàn em. Mạnh hơn ta phải xét xem ra tay cứu giúp đàn em dạy khờ. Hay là lưới câu trước đọc mưu thầm, làm cho chúng nó âm thầm đớn đau. Lạc bày ngơ ngác xôn xao, sợ e cái mạng thất giao hồng gần. Mình có thân, nó cũng có thân, nuôi mình giết nó là trái cân công bằng. Tại sao mình nuôi mình mà mình giết đi muôn loài dạng vật?
mình nghe không đau lòng sao? Tôi nhớ hồi đó tôi ăn cua đó cô ơi, ở dòng ruộng đồng đó, buổi chiều bữa nào cũng vậy chân ưa đi xúc cua đi bắt. Mà cô bác mình biết nó cua đâu có bao giờ mà đập cho nó chết rồi mới nấu đâu. Đem nó về rồi đó, bắt cái chảo lên bắt đầu đốt lửa, thảy ba con cua vô, lấy cái gỗ chùm lại, lấy tấm thớt dặn lên, lúc đó mới đun lửa. Thấy không? Mà đun lửa lên rồi, bắt đầu lúc nó nóng rồi đó, nó bò cái wow wow sao sao, lúc đó sao mình không động cái tâm từ bi của mình đi. Phải không? Lúc đó nó bò xào 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 qua lợn hơi một cái nó sôi lên, cái nó sôi bọt mép nằm. Mà trong lúc mình đốt đó là bắt đầu chuẩn bị cơm mẻ rồi đó. Chi dạ đặng ăn cua có mẻ, phải không? Vậy bây giờ lúc đó lỡ mà mình nhắc xuống mà nước mà nó lỡ thủng cái tay mình chút xíu coi mình đau lòng không cô bác? Chạy đi kiếm giấm à, đi kiếm nước mắm đằng đắp vô cho nó đỡ đau đỡ gác. Vậy trong lúc nó đau gác đó mình có động lòng từ bi không cô bác anh chị em mình? Miếng ăn máu đổ thịt rơi, sát sanh hại vật khắp trời quán than, muốn cho mình được bình an chớ nên sát hại muôn ngàn sinh linh. Cũng do hàng ngày mình sát sanh không đó mà chiến tranh nó tai họa đó quý cô bác. Cô bác mình thấy không? Cái lễ của Đức Thầy mình chiến gọi ngày 18 tháng 5 đó, lần kỷ niệm thứ 83 đó cô bác mình thấy không? Đông cỡ nào không? Mà nhờ có một cái ăn chay đó mà được mưa thuận gió hòa đâu đó ngon lành. Thấy không? Ở trong gia đạo cũng vậy nữa, phát tâm gia đình mà cúng chay cái là đâu đó ngon lành, không có giết sát, không có làm cha xa con, vợ xa chồng, bộ bạn chia lìa anh em thân cấp. Bởi thầy dạy mình cha mẹ qua đời phải thủ lễ, lễ chay trong sạch nghĩa nhân dày mới đáng nè, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay, phải không? Vậy thì bây giờ con vật nó cũng có linh hồn, nó cũng có xác thịt, nó cũng biết buồn biết vui biết đau biết đói chứ, nó cũng có tình chồng nghĩa vợ chứ. Vậy bây giờ mình nuôi cái xác thân của mình mà mình giết nó là nó không đúng cái lòng từ bi chân trước của Đức Phật. Muôn loài đều có đạo, chớ sát hại loài nào, lìa đạo mà tìm đạo, chung thân đạo khó vào. À, vậy bây giờ hàng ngày đó thầy kêu mình đó, trong cái bài tình yêu đó thầy kêu mình nên gì nè, yêu khắp gì nè, yêu khắp muôn loài mà lẫn chúng sinh. Vậy bây giờ đó cái loài nào mà nó biết có cha có mẹ, biết tình chồng nghĩa vợ đồ là loài đó mình không có nên giết. Ngày xưa bên Cao Đại Giám ta lại ta hỏi thầy, nói ông là đạo Phật ra đời, tôi đã tu tiên đạo mà còn ăn chay tháng 10 ngày, tại sao ông ra đời chủ trương chương trình Phật đạo mà ăn chay tháng có 4 ngày hả? Thầy nói đó, bởi vì đó tín đồ của tôi đó là sau này là toàn là sắc dụng không à, gom nhành lá rụng đang dung trồng giống xưa mà, cho nên bây giờ đó, tôi kêu người ta ăn chay tháng 10 ngày, ăn chay trường làm sao người ta ăn nổi. Mà chữ tập đề na già đà mở cửa đặng đem vào khuôn khổ người hiền, ráng cực lòng một bước đầu tiên đi rồi sau sẽ được làm nên Phật Thánh. Cho nên tôi báo cho ông biết trước, sau này tín đồ tôi phát tâm là toàn là ăn chay trường không đó. Mà thiệt bây giờ đó đi núi về phát tâm là ăn chay trường không, chứ đâu có còn ai ăn chay tháng 4 ngày nữa, phải không mấy cô? Phải không? Ở nhà thì còn ăn 4 ngày mà lên đây phát tâm quy y rồi đó, trước đã đem thân hiến Phật đài nguyện rằng đệ tử dứt trần ai liền, mong nhờ đuốc quệ sôi đường tối chớ nhiễm nghiệp phiền chớ đắm sai. Đắm sai một phút cõi lành xa, sớm tỉnh trì tâm chống quỷ tà, dõi gót theo thầy nương Phật cảnh đặng vui dày xem hồi đông qua. Cho nên tín đồ của tôi sau này đó sẽ ăn chay trường hết. Mà thiệt bây giờ đó là đi về là ăn chay trường hết quý cô bác. Rồi nó bên tôi ăn chay tháng 10 ngày đó là còn phải cử 12 con giáp. Thầy nói đó bên ông cử 12 con giáp chứ bên tôi cử chỉ có 2 con giáp hả? Hỏi sao cử có 2 con? Cái con gì đừng đẻ trứng với con gì đừng có sanh con là được. Mà trong cuộc đời này có con gì có môn có bù lon con bán nó mới không có đẻ trứng sanh con. Chứ con gì mà không đẻ trứng, con gì mà không sanh con. Vậy thì bây giờ tất cả các con đó là đều dẹp quan bên hết với cô bác. Cho nên á, dẫu rằng ăn bát canh rau còn hơn cá thịt mà nói nhau nặng lời. Còn thầy nói sao nè? Phần tu hành đạm bạc rau tương, miễn cầu được an thương bốn bề. Thì đó nó không nhớ không mấy cô. Có cô này đó cũng chẳng đây với con dữ lắm. Cô nói dòng mày mới có bằng cánh cái bị đặt ăn chay đùng nữa hả mày? Dạ con ăn chay cô.
Bà nói mày ăn chay là ăn gì? Nó dạ ăn chay, ăn hàng ngày ăn tương với đậu hũ. Bà nói mày ăn tương đậu hũ nữa rồi mày chết nữa mày thành gì? Tôi nói nữa chết thành tương đậu hũ cái thành gì chứ? Dòng thứ mình mới tu mà đâu có biết trả lời mà như người ta nó đầy đủ ý nghĩa. Hỏi tôi chứ ăn chay ăn tương với đậu hũ gì nữa mày chết rồi mày thành gì? Tôi nói dạ nữa con chết thành tương đậu hũ. Bà quay qua bà nói tao ngang bướng lắm. Hồi nào giờ đó tao ăn thịt trâu thịt chó gì tao không quất trơn á. Mày nói mày ăn tương với đậu hũ nửa chết mày thành tương đậu hũ, nửa tao ăn thịt chó nửa tao chết, không lẽ thành ba thứ đó hả? Quay qua nó ai biết à, bà thành gì thành ai biết thôi. Bà nói mày nhỏ mà mày hổn hả mày? Mày đặt mày tu gì mày tu, tu hú chứ tu gì? Ai nói bà ơi tu phải tu hú chứ không tu không hú lấy gì tu? Nếu mà mình đi núi mà mình không hú làm sao được trăm mấy chục ngự, phải không? Hú, bữa 30 đi núi nghe. Nhờ hú rồi mới được trăm mấy chục người chứ không hú lấy gì mà tu. Tu phải hú. Quay qua cái bà nạt, bà nói mày tu kiểu này giống xuôi hướng quá à. Tôi nói vậy chứ tu ai tu ngược hướng. Tu phải xuôi hướng chứ sao tu ngược hướng. Thầy kêu mình ăn chay thì mình niệm Phật à, phải không? Vậy thì bây giờ thầy kêu mình ăn chay kêu mình cúng lại niệm Phật thì niệm Phật. Làm theo lời chỉ ngày lại gặp ta tu phải xuôi hướng chứ tu ngược hướng đặng xuống với địa ngục hay làm gì. Bà quay qua bà nghe tôi nói vụ địa ngục, bà nói tu kiểu mày biết xa địa ngục. Tôi quay qua tôi nói tu ai dám gần địa ngục, tu phải xa địa ngục chứ ai dám gần bà. Bà không tu bà mới xuống chứ, người ta tu phải xa địa ngục. Bà nói chữ xa là chữ ít, tôi đã sửa lại chữ xa là chữ ít là xa. Bà nói chữ xa này là dính vào, còn tôi nói chữ xa này là tránh ra đó. Người tránh xa mới gọi trí cao đó. Xa bốn vách mang điều sơ nhuốc, phải không? Vậy thì bây giờ thưa quý cô bác anh chị em mình á, ở đây đó cô bác chúng ta biết nghe theo lời thầy rồi, mình biết lo ăn chay, mình biết lo niệm Phật. Rồi chiều bữa nào mình cũng ra cầu nguyện cho quốc thế dân an, cho mưa thuận gió hòa, cho âm siêu dương thới, cho bá tánh giảng dân được từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Cầu cho củ quyền thất tổ tịnh độ siêu sánh, cầu cho tại đường tăng long phước thọ gì đó. Hàng ngày mình thường mình cầu nguyện hoài thì làm sao mà thiên tai nó đến được quý cô bác anh chị em mình? Sao mà đến được, sao dồn dập tới được? Mà thầy nói từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm Phật là quả mình biết bao à. Vậy thì bây giờ đó hàng ngày cô bác anh chị em chúng ta nội mà lo mà công phu niệm Phật không mà không có bệnh tật nào mà nhà xâm nhập vô mà làm cho mình đau khổ ở trên cái kiếp hiện tại được. Cái thứ hai nữa mình ráng mình lo mình niệm Phật hàng ngày không tai nạn gì cũng vượt qua hết trơn. Quyền trang tam tạng tu cầu 81 nạn mà không lị mình, Trịnh Hâm là đứa bạc tình ngày sau mắt phải thiên đình xử phân. Dân tiên mắc nạn mấy lần ngày sau người đặng ấn gồng trị dân. Còn Nguyệt Nga trinh tiết liều thân gian nan trá kể trong gai nhiều bề. Sao nàng tránh hậu hoàng thê trung trinh tiết hạnh rồi ai chê bao giờ. Mà ngặt có cái tại mình niệm nó niệm nó lớt lớt ở ngoài không hả. Niệm nó lạnh tanh ở ngoài không mà không đưa vào trong tim. Cho nên thầy nói xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi, trì tâm thì quá ít ôi. Bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Bây giờ cô bác anh chị em mình thấy đó, hồi nào giờ thấy người ta tu, người ta ăn chay niệm Phật, để tóc mặc đồ bà ba đồ thấy ngán quá, về chuyện này tu thử giùm cho tôi. Kệ, bây giờ mình làm thử đi. Về mà làm thử đâu đó mà ngon lành rồi bắt đầu mình làm thiệt với cô bác anh chị em mình. Tôi nói tu một cái là khỏe liền. Người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý cũng trông cũng nhìn liền. Ở sớm mà lỡ người ta có mất gà mất vịt đó mà mình phát tâm mình tu không ai nghi mình chứ. Phải không? Đừng theo thói cũ làm càng trộm gà cắp vịt sớm làng ghét vô. Hồi đó mình còn nhậu nhẹt ăn xài trà rượu sình sàng mà lỡ nó có mất con gà con vịt vậy nó cái tóc này chứ không ai chứ. Cái tụi này nè chứ không ai chứ. Có khi nào mà đổi thừa mấy ông ăn chay ăn cá không mấy cô? Làm sao mà có được? Chắc ăn nội nhiêu đó không mà tu nhẹ ăn vậy thôi. Rồi Đức Thầy thêm cái thứ hai nữa, tu cầu sao? Tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận rồi cháu con thảo hiền. Bởi vì tu gọi trong nhà mà đâu đó nó từ trên tới dưới thuận hòa hay hơn châu báu ngọc ngà giàu sang. Thầy về tâu lại Phật đàn cuối sinh nhỏ bước sớm làng bình yên. Mình tu sao mình áp dụng bốn câu này ở trong gia đình mình là đặc biệt nè cô bác. Dầu ai có vàng mười bạc nén không bằng kén được ông chồng khôn. Dầu ai có châu báu ngọc ngà không bằng trong nhà có một người vợ hiền trung thị.
Dầu ai có vàng 10 bạc lạng không bằng chọn được người bạn tri kỷ tri âm. Dù ai có sống ở tội thế trăm năm không bằng một ngày có đạo. Bởi vì sống trăm tuổi buông lung giới lực thua một ngày thao thức tham thiền. Trăm năm giải đãi tu hiền không bằng một bữa mà siêng tu hành. Tôi hỏi cô bác anh chị em mình đó, mình xuống mình tắm nó chừng 3 ngày mà mình không kỳ đó. Bằng mình xuống tắm tiếng đồng hồ mà mình siêng kỳ không cô bác? Phải không? Mình tắm mà mình chịu siêng kỳ là một tiếng đồng hồ thôi là nó đã sạch rồi. Còn dưới tắm mà nó không chịu kỳ, nó xuống ngâm 3 ngày lên nó đóng gông như hà bá hết trơn. Vậy mà còn khoe cái xấu của mình nữa. Tao tu gần 60 năm, tao tu gần 40 năm rồi. Tưởng đâu gì tắm mà không kỳ. Đó, vậy thì bây giờ mình gán cái độ khôn chỉ tốn một xu, độ ngu phải tốn một lưu tiền đồng đó. Độ khôn chỉ thiết một dòng, độ ngu phải thiết ba chồng kệ kinh như vậy đó quý cô bác. Vậy thì bây giờ nếu mình có duyên cùng với Phật rồi, mình nghe qua giáo lý của Ngài rồi, là lúc đó phát tâm giác ngộ quy y liền. Đức Thầy nói thương đời ta ít lời thơ, nẻo tu dân sự còn chờ dịp nào. Hay là trong sấm giảng nếu ai không hiểu tầm kệ này, ta chỉ nẻo đường quyết dạy trần, nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ biết. Vậy thì bây giờ đó, cái hạng mà nghèo đó mình tu cũng được nữa. Giàu người ta tu được rồi, còn mình nghèo quá thầy cũng dạy nữa. Đừng khi nhà là một căn mà biệt niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sáng như nộp trên nguồn, gặp cơn mưa lớn mà nó tuôn. À ơi một giờ có không? Nghèo mình tu cũng được nữa. Còn bây giờ cái hạng giàu thì thầy nói khuyên người hữu phước giàu sang mau mau làm phước lành giống cho rồi. Để sao khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nuôi, phải không? Rồi bây giờ làm ruộng đó, nói tôi làm ruộng tôi tu không được, là ta là cư sĩ canh điền đây là làm ruộng chứ làm gì. Rồi có người lại nói tôi, nói chú Bảy ơi tôi buôn bán sao rồi tu được. Tôi nói được, thầy nói việc bán buôn hay giữ ngang cân vậy, bây giờ giữ ngang cân được rồi. Cháu lập tập tánh lẫn lường cháu đâu, phải không? Vậy thì bây giờ trẻ đó thì mình cũng tu được. Thở ít tuổi ấy là thời thơ ấu, ơn mẹ cha dạy dỗ lúc nâng niu. Lớn lên rồi cần giữ lấy quy điều của Phật Thánh dạy người trung lẫn hiếu. Và bây giờ đó tuổi trẻ đó, nam lớn lên đó là trai đó, thầy nói làm sao nè? Làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng, cũng đừng ghẹo gái có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái chinh. Nghe đọc tới đây cái đứa em lại hỏi tôi, nói chú Bảy, chú Bảy thầy kia cũng đừng ghẹo gái có chồng, còn mấy cô không có mình chọc được không chú Bảy? Hỏi nhiều cái nó cũng kéo que hả cô ba? Rồi Đức Thầy nói cái câu này kế tiếp nữa, thầy nói trai liều lĩnh gì nữa hả? Vậy bây giờ thầy kêu mình đó là trai liều lĩnh điều này, nên bỏ đừng bá chinh hải tiếc nữ nhân. Gái lẳng lơ tiếng quyển lời đờn, qua có chủ đèo bồng tình mới. Cất tiếng gọi nữ nam ơi, hỡi bỏ những điều điếm nhục tông môn. Đứng nam nhi học lấy điều khôn, lòng trung hiếu gìn theo đạo lý. Còn hàng phụ nữ gương xưa nói chí, những mẹ hiền dâu thảo rôi truyền. Niệm Phật mà gây lấy thiện duyên, cho đẹp mặt tổ tiên nồi giống. Cho nên ngày xưa người ta đó, trai trung liệt gái tiết chinh, phải không? Trai trung liệt là trai hiền châu tấn, gái tiết chinh là gì? Dâu thảo thổi khanh. Trai trung liệt trai hiền châu tấn, phải không? Vậy bây giờ ngày xưa đó, con nghe nói má con là ngày xưa đó, mà người ta đi người ta đưa có cây châm dắt tóc đó, mà đi ra đường đó mà ai mà chọc đó, cái rồi là người ta nói dạ em là gái đã có bỏ thằng gào thưa rồi, có chồng rồi. Chưa cưới chưa hỏi chưa gì hết, mới tặng có cây châm thôi. Má ơi con má chính chiên ghe hầu đi cưới một thiên tiền đồi, không tin dở hợp ra coi, cây châm ở dưới rồi tiền đồi ở trên đó. Mà bây giờ nó gâu găm dưới cái màu ở trên đó. Mà bây giờ ghẻ người hay hả? Hồi đó người ta đó, má ơi con má chính chiên ghe hầu đi cưới một thiên tiền đồi chứ gì có một thiên cá mồi hả? Chuyện rẻ rề hơn, người ta chính chiên mà có một thiên cá mồi hả là chết rồi. Đó, cho nên bây giờ đó nói à, ngày xưa đó người ta mới vừa có một cây châm bỏ ống thôi là người ta nói người ta gái có chồng rồi đó. Còn bây giờ đó
hai ba đứa rồi mà ra đường chọc á, hỏi em sao đó, dạ em chưa có gia đình. Trời ơi, hai ba đứa rồi vậy đó mà tôi ra đường á, dạ em chưa có gia đình. Em nói rằng em còn son, anh qua tới cửa thấy con em bỏ lỗ mũi thò lo. Em nói rằng em còn son, anh qua tới cửa thấy con em bò lỗ mũi thò lo. Cô bác ơi, phận nghèo áo giải mà đi ra vùng ngoài, nhà nào nhà nấy toàn là 7-8 đứa không, quý cô bác anh chị em, toàn là 7-8 đứa không, đều muốn chết khổ không có gạo ăn gì đó, mà 7-8 đứa con không. Mới có một tháng như mấy ngày mà để cái đồ quẩy ơn sao rồi hai đứa dắt hai bên. Tôi hỏi mấy đứa, nói 6 đứa. Tôi hỏi sao mà xanh chi dữ, nó xanh trừ hao. Xanh trừ hao nó chết bớt. Mình ở đây đó là có 3-4 đứa, mình muốn chết rồi mà ở ngoài nó thằng năng, con nỉ, thằng ỉ, con ôi, thằng thôi, con nửa, thằng giữa, con bìa, thằng chia, con cộng, thằng phong, con gió, thằng đó, con đây, thằng say, con tỉnh, thằng tỉnh, con mê, quê, con dốt, thằng tốt, con xấu kìa, tôi điếm một hơi cơ. Nó đứng một hàng, đầu cổ đứa nào đứa nấy như rễ tre gì đó, quý cô bác anh chị em. Khổ vô cùng, còn mình ở đây tôi nói không, cuộc sống của mình là đầy đủ với cô bác, ở ngoài đó người ta toàn là ruộng bực thang không. Một người mà được bực thang vậy đó là dữ lắm, là một xào à, mà một xào đó trung bộ chỉ có 500 mét thôi, bắc bộ được 700 mét. Thì mỗi một năm vậy ta mần chừng 7-8 bao lúa, ăn 1-2 tháng là hết, còn nhiêu là ăn ngô với sắn. Đặng mà độn với cô bác anh chị em mình, ngô là bắp, sắn là phai mì. Mình ở đây kêu bằng bắp với phai mì, ở ngoài kêu bằng ngô với sắn đó quý cô bác, cho nên người ta ăn độn. Lần đó đi ra ngoài thấy người ta lấy 3 chuối rừng đó, ta lột ra rồi lấy cái mà đọt non trong gì nè, cắt ra khúc khúc gì nè, mà luộc không có miếng bột ngọt, không có miếng đường gì hết, ăn nó chát ngầm. Tôi hỏi mấy người lớn ăn được, còn nít sao, nó cũng phải đành chịu vậy thôi chú Bảy à. Tôi thấy lần đó quá chừng rồi, tôi ra tôi thấy gờ đứa nào nấy cái đầu nó như ghế tre vậy đó, nó đâu có biết xà bông xà gì đâu rồi. Tôi mua mấy cục xà bông chục gì tôi đưa ra, tôi đưa cho mẹ nó. Tới chừng hỏi lại, hỏi cho chú Bảy ơi, cái này về làm gì ăn chú Bảy. Trời ơi. Mai mà lại hỏi tôi chứ không thôi, về nhà kho ăn đứt ruột mình còn tội thêm. Hỏi cái này gì rồi về làm gì ăn chú Bảy. Cái người lớn đa số là